vào một buổi tối cuối năm 2018, có một cuộc phỏng vấn giữa nhật báo người Việt và một người mẹ tại quận Orange County, Los Angeles. Khi được hỏi ước nguyện của cô là gì, cô đã nói thế này: "Tôi ước giá mà thời gian có thể trở lại một tháng trước, đi cùng với những hiểu biết của tôi trong hiện tại, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Có lẽ tôi đã làm được một điều gì đó cho con của mình, sẽ tìm được mọi cách để giúp nó." Nó ở đây chính là em Andrew Việt Nguyễn, đứa con trai yêu quý của cô, một học sinh lớp 12 đã tự kết thúc cuộc đời mình chỉ 2 ngày trước lễ Giáng sinh. Từ chiếc điện thoại của con, chị đã đọc được những dòng tin nhắn với một người bạn. Trong đó có đoạn ghi: "Mình xin lỗi, nếu bạn có gặp mẹ mình, hãy nói dù mình là mình rất thương mẹ. Nhưng xin lỗi, tình yêu thương đó không đủ để ngăn cản mình làm điều này." 2 năm về trước, cộng đồng người Việt thuộc bờ Tây nước Mỹ cũng đã bàng hoàng trước tin từ cảnh sát Garden Grove rằng em Kai Huỳnh, một học sinh lớp 10, đã qua đời vì tự tử tại nhà vào lúc rạng sáng ngày 29 tháng 11 năm 2016. Cái chết của Kai không chỉ khiến cho gia đình đau khổ, mà hơn thế nữa, khiến cho họ tự vấn. Anh Thịnh, bố của em, thổ lộ với báo người Việt như thế này: "Tôi cứ ngồi suy nghĩ, thắc mắc, tự hỏi tại sao lại như vậy. Tôi thiếu cái gì? Có điều gì tôi chưa làm? Tôi sai sót chỗ nào? Con tôi giận tôi cái gì? Có ai làm cho nó buồn đây? Chuyện gì lại xảy ra để khiến cho một đứa trẻ mới có 15-16 tuổi lại kết thúc cuộc đời của mình?" Lén nỗi đau, anh cố gắng thực hiện ý nguyện trong thư tuyệt mệnh của con trai rằng cậu con muốn câu chuyện của mình được kể lại để tỉnh thức cho mọi người và cả những bậc làm cha làm mẹ. Đó là vài trích đoạn trên báo người Việt. Thật là quá đau lòng phải không? Vậy điều gì đã khiến cho những đứa trẻ đang ở trong cái lứa tuổi đẹp nhất của đời người lại muốn kết thúc cuộc sống mình? Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, thì tự tử là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ. Riêng đối với trẻ vị thành niên, thì mỗi năm có khoảng 4.600 người trong độ tuổi thiếu niên tại Mỹ chết do tự tử. Còn trên thế giới thì con số này mỗi năm là khoảng 1 triệu. Dự báo của Tổ chức Y tế Thế giới thì đến năm 2020, tức là năm nay, tự tử sẽ là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở các nước phát triển và hàng thứ hai ở các nước đang phát triển. Vậy nguyên nhân từ đâu? Tại sao trong các xã hội phát triển như là Mỹ, ngay cả khi cuộc sống đã trở nên dư thừa mọi thứ, mà tỷ lệ tự tử ở tuổi vị thành niên vẫn ngày càng gia tăng? Tuổi dậy thì là một trong những bước chuyển biến quan trọng nhất của đời người. Tuy nhiên, thực trạng xã hội cho thấy hầu hết các bậc cha mẹ lại dễ bị khủng hoảng khi có con cái trong lứa tuổi này. Cái tuổi mà sự chín chắn thì chưa có, trẻ con thì chưa qua mà người lớn thì lại chưa tới. Muốn khẳng định mình nhưng lại sống không có định hướng, không mục đích, không có ý nghĩa, mà nguyên nhân sâu xa là do cha mẹ cũng chẳng hề được trang bị để rồi giúp cho con cái của mình. Ngoài việc chăm cho con ăn, cho con đi học, thì phần nhiều lại không thực sự biết định hướng đầu tư cho con một cách khôn ngoan, giúp cho con phát triển được các năng lực cốt lõi của chúng. Bên cạnh đó, khi xã hội phát triển, thì cha mẹ lại quá bận rộn với sự nghiệp, cơm áo gạo tiền. Họ có thêm của ăn của để đó, nhưng lại thiếu thời gian nên vô tình để tuổi trẻ của các con lạc trôi trong sự hưởng thụ ích kỷ. Đến khi trưởng thành, chẳng có hướng đi rõ ràng, không nhận ra được mục đích sống của bản thân, lúc đó ân hận thì thực sự đã quá muộn rồi. Nhiều em có một tuổi trẻ bế tắc, nổi loạn do không xác định được mục tiêu, đam mê của cuộc đời mình. Học thì cứ học, thi thì cứ thi mà chẳng hề có được sự đầu tư kỹ càng cho kế hoạch thành công của cuộc sống. Không tìm được thứ tự ưu tiên cho đời sống mình, nên dành nhiều thời gian cho sự giải trí, rong chơi hơn là được đầu tư định hướng cho những mục tiêu và đích đến, khiến cho tương lai của các em trở nên hụt hẫng, đánh mất đi chính mình, không có cơ hội để sống một cuộc đời thành công và hạnh phúc thực sự. Thậm chí nhiều em do sự bồng bột, nông nổi trong lứa tuổi thiếu niên đã đi đến những hành động quyết định phá hủy cả tương lai phía trước, gây lên bao tai hại cho mình và cho xã hội. Nếu nhìn vào thực trạng xã hội hiện nay, chúng ta sẽ luôn thấy một tỷ lệ lớn các em thanh thiếu niên có vấn đề về sức khỏe tinh thần
do không được trang bị về kiến thức, kỹ năng sống, dẫn đến tình trạng hạn chế trong phát triển trí tuệ, mất định hướng của cuộc sống, trở nên rối loạn nhân cách hành vi, rối loạn cảm xúc, rối loạn tăng động, rối loạn ứng xử rung động bạo lực, nghiện game, thậm chí là nghiện cả rượu và ma túy. Tất cả những rối loạn đó đều là nút cảnh báo rằng sức khỏe tinh thần của các em đang gặp khó khăn. Khi bế tắc lên đến đỉnh điểm, các em không tự tìm được ra lối thoát tích cực, thì buông thả trong lối sống, tự làm hại chính mình lại trở nên một lối thoát cho các em. Các em lừa dối chính mình, đó là cách mà các em phản ứng lại với những hoàn cảnh khó khăn, bế tắc, không tìm ra được ý nghĩa, giá trị của cuộc đời mình. Đó đích thực là những hành động dại dột, bồng bột của những đứa trẻ còn non dại trong suy nghĩ. Nhưng thực chất, đó cũng chính là hậu quả của những cái thiếu hụt ngay từ khi còn thơ ấu. Đó là thiếu kỹ năng điều chỉnh và quản lý cảm xúc, giúp tự cân bằng tâm sinh lý lứa tuổi, thiếu sự đồng cảm, thiếu thời gian được lắng nghe, chia sẻ, thiếu chỗ dựa từ gia đình, người thân, và đặc biệt hơn nữa là thiếu đi những kỹ năng sống, kỹ năng quản lý và tổ chức cuộc sống của mình, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, ứng phó cũng như là kiểm soát hành vi trước những giai đoạn chuyển tiếp đầy khó khăn của cuộc đời. Và trên hết, có lẽ là do cha mẹ không nhận thức được tầm quan trọng trong việc nuôi dạy con cái ngay từ khi còn thơ ấu. Sarah Imas, một người mẹ Do Thái, là tác giả của cuốn sách Giáo dục vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương, cũng là người đã nuôi dạy thành công ba người con của mình. Bà đã chia sẻ lý do vì sao bà đã thay đổi cách giáo dục của mình. Bà kể, khi mới di dân về Israel, tôi cũng giống như các bà mẹ Trung Quốc khác, là nơi mà tôi đã từng sống, hầu hạ con cái của mình từng ly từng tí. Yêu cầu duy nhất của tôi là chỉ cần các con đỗ đại học thì thế nào cũng được. Hiện giờ vẫn còn rất là nhiều phụ huynh cũng có suy nghĩ giống như thế này, phải không? Nhưng rồi một số khác đã nhìn ra vấn đề. Một ngày nào đó khi con cái của mình bước ra ngoài xã hội, việc thiếu kỹ năng sinh tồn từ thuở nhỏ sẽ ảnh hưởng tới công việc, sự nghiệp và cả cuộc sống hôn nhân của chúng sau này. Thế rồi lời phê bình thẳng thắn của một người chị hàng xóm là người Do Thái như một que diêm vụt cháy lên, làm cho Sarah bừng tỉnh. Bà nói, người phụ nữ đấy nói với tôi như thế này: chị đừng mang phương pháp giáo dục lạc hậu của mình đến Israel. Đừng cho rằng mình có thể biết sinh con thì cũng sẽ biết nuôi con. Vì gà mái cũng biết đẻ, nhưng nuôi con thì lại là một việc khác. Và rồi sau này, Sarah Imas đã nhận ra, mỗi một bậc cha mẹ đều kỳ vọng cho con cái mình thành tài, đều tích cực yêu thương con. Song lớn lên, mỗi đứa trẻ lại có một tương lai khác nhau. Có trẻ tài năng xuất chúng, có trẻ thì vô cùng tầm thường. Tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt ấy chỉ đơn giản là gia đình có chọn cách yêu con khoa học hay không? Có ngăn chặn thất bại hay không? Có lẽ ai trong chúng ta cũng biết hoặc đã từng nghe về sự thành công của người Do Thái. Trong bí mật thành công của dân tộc này, có hai điều luôn được nhắc đến. Đó là đức tin vững chắc và sự khôn ngoan trong giáo dục. Trên thực tế, cha mẹ Do Thái không chú tâm quá nhiều đến việc để lại của cải vật chất cho con cái mình. Nhưng họ đặc biệt quan tâm đến việc truyền lại tố chất và kỹ năng sống cho con cháu. Những thứ đó còn giá trị hơn cả tiền bạc. Được ảnh hưởng từ niềm tin qua sự dạy dỗ đến từ Kinh Thánh, họ tin rằng mục đích cao nhất của con người đó là khám phá ra ý nghĩa của cuộc sống mình qua sự sáng tạo, chứ không chỉ là kiếm tiền. Tiền bạc và sự giàu có chỉ đơn giản là phước hạnh Chúa ban cho qua các lao động sáng tạo, chứ không phải là mục đích mà họ theo đuổi. Người Do Thái dạy con cái mình rằng một người muốn thành công cần phải là người có niềm tin đúng, thái độ sống đúng đắn và các kỹ năng sống khác như là kỹ năng sinh tồn, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng như quản lý tài sản, kỹ năng vượt khó, kỹ năng tổ chức, kỹ năng quản lý cuộc đời. Đều là những kỹ năng rất quan trọng. Những giá trị ấy không đến từ sự kế thừa, nhưng luôn đến từ sự kính mến Chúa và được dạy dỗ từ khi còn thơ ấu. Và rồi cũng như Sarah Imas, các bậc cha mẹ Do Thái đã quyết định đổi mới suy nghĩ, tìm kiếm sự khôn ngoan thiên thượng để nuôi dạy con thành công. Còn quý vị thì sao? Để thay cho lời kết, tôi xin gửi tặng quý vị một câu kinh thánh quen thuộc trong Châm ngôn đoạn 22 câu 6:
Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó.